cô gái phóng hỏa đốt khu trọ ở Phú Đô có thể đối mặt nhiều tội danh. Như Vietnamnet đã đưa, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm phóng hỏa trong vụ cháy là một người chết ở phường Phú Đô. Nghi can được xác định là Trần Thị Thanh Hải, 29 tuổi, quê Nam Định. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 19 giờ tối ngày 31 tháng 3, Hải mang xăng đến nhà trọ nơi bạn trai ở và đốt xe máy của anh Hoàng Công V, 32 tuổi, anh họ của bạn trai, vì cho rằng anh V cùng người thân ngăn cản Hải đến với bạn trai là anh Châu Việt H, 28 tuổi, quê Tuyên Quang. Vụ cháy khiến chị Nguyễn Thị Mai A, 25 tuổi, quê Ba Vì, tử vong. 5 người khác bị thương, trong đó có hai cháu nhỏ 4 và 2 tuổi. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của Hải là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích thực hiện hành vi của Hải là gì và xác định hậu quả gây ra đối với tính mạng, sức khỏe con người và với tài sản của tổ chức, cá nhân như thế nào để giải quyết vụ án. Nếu xác định cô gái không mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, hành vi đốt xe do mâu thuẫn thù hằn cá nhân, Hải sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh, trong đó có tội hủy hoại tài sản, vô ý làm chết người và giết người, tùy vào mục đích và nhận thức của cô gái đối với sự việc. Theo luật sư, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tài sản và một số tình tiết khác mà cô gái phóng hỏa đốt nhà trọ có thể phải đối mặt với những khung hình phạt khác nhau. Trường hợp thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 10 đến 20 năm, theo quy định tại khoản 4, điều 178, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại về tài sản và những thiệt hại khác đã gây ra đối với các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho thấy cô gái nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng của người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người thì có thể xử lý hình sự về tội giết người với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và vì động cơ đê hèn. Với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, cô gái phóng hỏa đốt nhà phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy Hải không nhận thức được là hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, không có mục đích giết người, sự việc thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người khác nằm ngoài ý thức chủ quan, cô gái sẽ bị xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người với khung hình phạt cao nhất có thể tới 10 năm tù nếu hậu quả làm chết nhiều người. Quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu cho thấy Hải không bình thường, cơ quan điều tra sẽ đưa cô này đi giám định tâm thần để xác định mức độ nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Trường hợp cô gái là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi sẽ không bị xử lý hình sự mà được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.